hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn không thêm, như bầu trời yêu anh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối diêu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mặt sao trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là ngài chuối buông câu, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó em về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Đốt nén thâm hương trước Phật Đại, ngũ phần dân trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén thâm hương trước Phật Đà, lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin Tam Bảo thường gia hộ, đạo pháp hoằng thông khắp muôn nhà. Hôm nay kỷ niệm ngày Vu Lan thắng hội, toàn thể thiện nam tín nữ cung đối Phật tiền thiết lễ trai nghi hương đăng hoa hoa, phát tâm quy y thọ trì tam quy ngũ giới, nguyện trọn đời thường hành lời Phật dạy, trở thành đệ tử cư sĩ tại gia, trọn đời phụng trì Tam Bảo, nguyện nhờ mười phương Long Thiên Bát Bộ hộ pháp, thần vương gia hộ, đệ tử chúng đẳng tu hành tinh tấn phước huệ trang nghiêm, thần tâm an tịnh bệnh khổ thiên trừ phước đời, mãn nguyện chương duyên phiền não báo nghiệp quan khiên ách nạn tai ương, tất cả đều tiêu diệt, tư thời an lạc sở trụ phong nhiêu phước huệ tăng long, tỳ tâm mãn nguyện giới hương định hương dư huệ hương, giải thoát tri kiến quy khôn lường ngào ngã khắp muôn phương. Ba nén tâm hương chúng con nguyện dâng lên cúng dường, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật là đấng giác ngộ mình độ người thoát khỏi tử sinh bao đời,
Từ bi trí tuệ rạng ngời là thầy ba cõi trời người xưa nay. Chí tâm đành lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. Pháp là phương thuốc diệu thay chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh. Như vầng trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chí tâm đành lễ tất cả tôn pháp ba đời thường trú trong mười phương. Tăng là những bậc chân tu biết đời quyển mộng giả từ ra đi. Thấm nhuận trí tuệ từ bi độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu. Chí tâm đành lễ tất cả hiền thánh tăng ba đời thường trú trong mười phương. Các vị nào phát tâm quy đó, hiện giờ các vị quỳ xuống hướng về Tam Bảo theo lời người hướng dẫn của thầy. Các vị chắp tay hướng về Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay nhân lễ Vu Lan Thắng Hội, toàn thể thiện nam tín nữ chúng con tên, họ, tuổi trở về tu viện Tường Vân phát tâm quy y để trở thành người Phật tử. Nguyện mười phương chư Phật Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương gia hộ cho toàn thể chúng con đầy đủ tâm lực, trí lực và duyên lành để vượt qua mọi thử thách gian nan trong cuộc đời, để trở thành người Phật tử chân chính, sống trọn đời theo lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng con luôn được hạnh phúc an lạc trong đời này và mãi mãi đời sau. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nhất tâm đành lễ thập phương thường trụ Tam Bảo Chứng Minh Tam Bái. Các vị lại ba lại. Rồi, các vị ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay nhân mùa Vu Lan Tháng Hội, các vị thiện nam tín nữ trở về chùa phát tâm quy y. Thì khi chưa quy y thì chúng ta chưa thể gọi là Phật tử, mà chúng ta chỉ gọi các vị là thiện nam tín nữ thôi. Thì bây giờ chúng ta biết rằng quy y là một cái hình thức nghi lễ trong Phật giáo, nhưng mà vô cùng quan trọng. Cả một cuộc đời của con người, các vị có thể đi chùa, ăn chay, niệm Phật, làm phước, tụng kinh, làm tất cả các công đức lành, mà các vị chưa bao giờ quy y thì cũng không thể gọi là Phật tử, mà lúc đó chúng ta chỉ là một người tín ngưỡng Phật giáo mà thôi. Vì vậy cho nên quy y là một điều rất căn bản để giúp chúng ta trở thành một người Phật tử hợp lệ. Và cả một cuộc đời của con người, chúng ta chỉ một lần quy y là đủ và đã hợp lệ. Bây giờ về ý nghĩa và giá trị của quy y như thế nào thì một hồi nữa những vị nào quy y đó, thầy gửi tặng các vị cái đĩa để trở thành Phật tử thì các vị sẽ hiểu. Còn hôm nay thầy chỉ giải thích một cách tóm tắt về ý nghĩa quy y và mục đích quy y, bổ sung để giúp cho những vị Phật tử quy y hiểu được những điều căn bản mà những người Phật tử từng vấp phải trong cái việc quy y của mình. Ở đây có ai hôm nay quy y mà từ 60 tuổi trở lên không, đưa tay cho thầy coi coi. 1, 2, tức là hôm nay mới bắt đầu quy y mà độ tuổi là 60. Các vị đưa tay cho thầy. 1, 2,
3, 4, 5. Cảm ơn các vị. Hôm nay mặc ở tuổi này quy là theo thầy là quá trễ. Trong tờ thông báo, thầy đã thông báo với các vị là trẻ em từ 3 tuổi trở lên là đã đến chùa quy y hợp lệ rồi. Nhưng mà cả một đời người, chúng ta đi gần trọn kiếp người mà chúng ta quy y với Phật Pháp thì hơi tiếc cho chúng ta. Chúng ta không sai nhưng mà tiếc. Thay vì chúng ta có thể thừa hành được Phật Pháp, chúng ta ứng dụng lời Phật dạy để bổ sung, để giúp cho bản thân chúng ta được 50 năm hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ đến 60 tuổi chúng ta mới quy y thì chúng ta bị mất một khoảng thời gian rất dài về con đường học tu theo chánh pháp. Có lỗi thì nó không lỗi mà tiếc cho mình nó mất đi một khoảng thời gian. Thành ra ở đây thầy muốn nói với các vị, thầy đã từng chia sẻ với các vị trong nhiều bài giảng rồi. Thầy nói là cả một đời người sống 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, thậm chí cho dù các vị 100 tuổi, nhưng các vị chưa bao giờ biết học tu theo Phật Pháp thì đời các vị chỉ sống có một nửa thôi. Nhưng xin thưa các vị, một nửa đó không bao giờ trọn vẹn. Chỉ có khi nào chúng ta học tu theo Phật Pháp, chúng ta mới mở cửa của một nửa còn lại. Và nhờ cửa của một nửa còn lại đó chúng ta được mở, thì chúng ta mới làm một nửa trong cuộc đời của mình trọn vẹn hơn. Vì vậy cho nên học tu là điều căn bản trước nhất, là vì ban tặng hạnh phúc và niềm an vui cho tự thân của mỗi con người chúng ta. Không phải các vị có tu thầy có lợi, các vị quy y thầy được cái gì, không Phật được cái gì, không mang cái nghĩa đó. Vì vậy cho nên hôm nay thầy muốn nói các vị một số điều căn bản là có một số vị thì biết Phật Pháp rất lâu nhưng mà không có dám quy y. Thậm chí có những người đi chùa 20-30 năm cũng không dám quy y. Hỏi sao vậy? Tôi thấy tôi còn xấu dở tệ nhiều chuyện quá, đôi khi có những lời Phật dạy tôi giữ không được cho nên tôi quy y, tôi sợ tội. Các người nghĩ trong lời Phật dạy đó, trong giới đó có năm giới đó, rồi mình giữ không được mình sợ tội. Thì thầy có hỏi các vị đó, thầy nói là nếu mà quy y giữ không được sợ tội á, thì những người không quy muốn làm gì làm không có tội. Nếu vì vậy mắc mớ gì đi tu, vì vậy đi tu làm chi, quy y làm chi cho trở nên tội đồ vậy. Mà thầy từng nói trong một số bài giảng, thầy nói rất rõ ràng, nếu điều đó Đức Phật đặt ra cái tội này cho người Phật tử, và chỉ có người Phật tử vi phạm những điều này mới có tội, thì khẳng định rằng Đức Phật là người không có từ bi và không có trí tuệ gì cả. Bởi vì Đức Phật giăng bẫy cho đệ tử mình nhảy mà từ bi trí tuệ gì. Như vậy không làm Phật tử sướng hơn, chứ làm Phật tử chỉ bị ràng buộc để trở nên tội lỗi vậy, mắc gì để quy y. Xưa giờ các vị mắc phải cái chỗ này rất là lớn. Có người cũng ham thích Phật giáo, có người cũng ham thích đi chùa, cũng thấy vậy đó. Nhưng mà hỏi có pháp danh chưa? Nó chưa, tại vì không dám quy y, cũng bởi cái ý nghĩa đó. Tôi có gặp cái anh sinh viên đó, thì sao anh ra trường rồi anh cũng làm việc rồi, cái tới giờ này anh cũng thấy đi chùa, hỏi quy chưa? Nó dạ chưa. Hỏi sao vậy? Nó thôi không thấy còn nhiều xấu dở tệ quá, chừng nào thấy hoàn thiện hơn, xứng đáng à, đi quy y. Thì nói thì nghe hay lắm, dường như là nó trúng đó. Nhưng các vị thấy trúng không? Thấy có trúng không? Dường như là trúng nhưng mà nó không có trúng. Bây giờ thầy hỏi các vị nè, các vị có thấy ai một con người hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh tật mà chạy đi tìm bác sĩ không? Các vị hiểu được câu này không? Có thấy ai một người hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì hết trơn mà chạy đi tìm bác sĩ? Cái đó chắc không phải trị bệnh đâu mà khám cái đầu, phải không? Nếu các vị thật sự hoàn hảo, hoàn chỉnh, các vị lên trở thành thánh nhân ngồi trên bàn để cho thiên hạ đảnh lễ rồi, mắc gì để làm một chúng sanh lang thang giữa trần thế như thế này. Và thầy hỏi các vị, trong suốt cuộc đời các vị, từ đây đến cho các vị chết, ngày giờ tháng nào và năm nào các vị hẹn cho thầy, để lúc đó sẵn định rằng các vị hoàn chỉnh để các vị đi quy y, các vị cho thầy một cái mốc thời gian đi. Và các vị biết cái cách gì để các vị làm cho các vị hoàn hảo, để trở nên hoàn chỉnh, cách nào đó các vị đưa ra cho thầy, nếu chưa là học tu theo Phật Pháp. Thành ra nhiều điều các vị suy nghĩ dường như trúng, nhưng mà nó không trúng gì hết trơn á. Tại vì cái đó nó không nằm trong kinh điển, mà nằm trong cái suy nghĩ của chúng ta. Các vị nghĩ vậy đó, chứ không phải là kinh luật Phật dạy vậy, hay là quý thầy bảo các vị vậy. Vì vậy cho nên các vị phải hiểu đây là một điều rất căn bản mà người Phật tử cần biết cái chỗ này.
Về ý nghĩa tam quy là gì, quy Phật Pháp Tăng là như thế nào, về nghe lại đĩa này. Về ý nghĩa của ngũ giới, giữ giới như thế nào, về nghe lại đĩa này. Phần nữa là thầy muốn nói với các vị là quy không nhất thiết là phải đợi đến rằm tháng 4, tháng 7, tháng 10 như thế này mới quy y. Bất cứ ngày nào, giờ nào, thậm chí 11 giờ đêm cũng quy được nữa. Nhưng quan trọng nhất là có ai sắp xếp để quy cho các vị không? Chứ còn cái giờ giấc, ngày tháng không bị lệ thuộc. Muốn nói ra một cách rộng vậy đó. Khi thầy qua Mỹ, thầy quy y cho một cái cô đó là 11 giờ đêm mà. Cổ gặp thầy hồi lúc là khoảng 8 giờ rưỡi tối. Mà cổ là luật sư, mà cổ là người Thiên Chúa giáo. Khi cổ gặp thầy ở tại cái vùng mà Boston á, ở tại Mỹ, thì cổ vô cổ trao đổi với thầy trên 2 tiếng đồng hồ, rồi cổ phát tâm quy y. Và lúc đó thầy nghĩ đêm dài lắm mà ông quy y liền, không để ngày mai. Cho nên lúc đó thầy quy y là 11 giờ đêm. Xin thưa các vị, nó có một điều là các vị nên hiểu là gì. Thật ra thì cổ cũng do dự thôi. Cổ cũng đã xem những bài giảng của thầy và cổ cảm thấy rằng cái điều này cũng có duyên với Phật Pháp. Nhưng mà cổ sợ tội á, cổ sợ bị những lời thề, lời nguyền gì đó, có tội đó. Thành ra cổ không dám quy y. Thầy mới nói đó, cuộc đời tội phước hạnh phúc và khổ đau chỉ căn cứ vào luật nhân quả, chứ không phải căn cứ vào cái miệng người. Một cái miệng của ai đó, nó nói mày cãi tao là mày thế này ha, bà bắn bà sẹt mày gì đó, cái đó là bà nói thôi chứ không ai sẹt tôi cả. Thành ra các vị nhớ kỹ là quy luật nhân quả nó mang tính quyết định. Còn những lời thề, lời nguyền trong các tôn giáo mà có đó, chẳng qua là cái sự ràng buộc về tâm lý thôi. Sợ người ta bỏ đạo mà bắt người ta thề để ràng buộc về tâm lý thôi. Còn nguyên tắc không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Trên thế giới hàng ngày có hàng triệu người cải đạo, từ đạo này sang đạo khác với nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà bà nào bắn họ, bà nào xẹt họ, ai bẻ cổ họ. Các vị đừng nên quan niệm quan đường bởi một cái lời hứa suông do một con người nào đó đặt ra để ràng buộc về tâm lý mà chúng ta bị mắc phải, chúng ta xem như là một cái gì chết sống. Đó là chúng ta quá sai lầm. Duy nhất tại sao trong đạo Phật không có lời thề, bởi vì lời thề không có ý nghĩa trong cái việc này. Và lời thề không có ý nghĩa trong việc chọn hướng về mặt tư duy, về mặt quan điểm của con người. Cho nên trong đạo Phật, các vị học tu là gì ban tặng cho các vị, chứ không phải các vị vào đây để ông Phật được cái gì, để các thầy được cái gì, không có cái đó. Còn ngoài ra, nếu những cái người thuộc về những tôn giáo mà có tính cách mưu cầu chính trị hay là vì một cái gì về số lượng, về quyền lợi, về quyền lực hay là cái gì đó, thì tất cả những cái đó người ta đặt ra nhiều thứ giáo điều để ràng buộc chúng ta, để có số lượng, để duy trì chúng ta trong một cái quan điểm của họ như vậy. Chỉ có đạo Phật rất tự do, giải thoát và thoải mái chỗ này. Vì sao vậy? Vì con người chúng ta, mỗi người tự học, tu và tự ban tặng cho chúng ta điều gì đó. Cho nên các vị phải hiểu chỗ này rất rõ. Vì vậy việc quy y của chúng ta không lệ thuộc vào thời gian không gian gì hết. Thành ra vì chính chỗ đó mà thầy làm tất cả. Nếu ai phát tâm, lúc nào thầy sẽ làm cho các vị lúc đó, để trở nên một người Phật tử danh chánh ngôn thuận. Và các vị nên nhớ, đời người chúng ta chỉ quy y hợp lệ một lần là đủ, không cần phải quy y lại với bất cứ lý do gì. Các vị quy y với một vị thầy nào đó, mai này vị thầy đó có già và chết đi, thì tự thân ý nghĩa quy của các vị cũng không đổi. Hay là các vị quy với một thầy nào đó mà thầy đó còn trẻ quá, sau này hoàn tục đi trở thành một người thế tục người đời, ý nghĩa quy của các vị không đổi. Các vị quy rồi các vị không thích hợp với thầy mình, các vị có quyền học tu với bất cứ thầy nào, là quyền của các vị không sai. Chỉ có điều đừng đi đến nơi này mà nói xấu điều kia, là vấn đề đó lỗi đạo. Chỉ vậy thôi. Còn ví dụ các vị nào quy với thầy mà các vị không học được những gì từ thầy dạy, hoặc là những vị đã học hết những gì thầy dạy, các vị muốn tìm một thầy khác để học, điều đó hoàn toàn hợp lệ. Người thầy đứng ra trung gian để quy cho các vị gọi là thầy bổn sư, có nghĩa là thầy đã thầy ban đầu, thầy gốc, để hướng cho các vị vào đạo để trở nên hợp lệ với Phật Pháp. Nhưng các vị có quyền có rất nhiều thầy, mà thầy đó là thầy y chỉ, có nghĩa là các vị xin để nương tựa học tu. Có những người không quy y với thầy nhưng mà về học tu với thầy, thì người đó là đệ tử y chỉ của thầy, và thầy là thầy y chỉ của người đó. Y chỉ có nghĩa là con xin được nương tựa để học tu với thầy, cái đó gọi là y chỉ.
Như vậy mình đi học tu với thầy nào thì mình xin được làm đệ tử y chỉ của thầy đó. Các vị hiểu? Giống như bây giờ trong hội trường này, nói gọn thôi, các vị có mấy mẹ ruột hả? Thì chỉ có một thôi đúng không? Nhưng mà mình có quyền có bao nhiêu mẹ nuôi hả? Vô số, muốn có bao nhiêu có tùy. Có hay không quyền của chúng ta. Chứ không có thể khi nào mà mình sanh ra đời rồi cái mình thấy mẹ mình xấu, dở, tệ, nghèo gì đó, hay là không có tốt gì đó, nó thôi tôi chán bà quá, tôi chui vô người khác, tôi sanh lợi bà ơi. Có chuyện đó không? Không đúng không? Như vậy thì một người trên nguyên tắc chỉ có mặt một lần trên cuộc đời với một người mẹ ruột hoàn toàn hợp lệ. Còn chúng ta thấy rằng mẹ ruột chúng ta không giúp được gì cho mình thì mình cần có mẹ nuôi, hay là cần có thêm những tình cảm khác thì có mẹ nuôi, đó là quyền của chúng ta. Như vậy ở đây khi các vị quy y rồi, các vị trở nên một người Phật tử hoàn toàn hợp lệ thì không có bất cứ lý do gì để chúng ta quy lại. Chẳng qua chúng ta thính giới lại thì được, hay là có một lý do mất giấy xin cấp giấy lại, hoặc là lâu rồi chúng ta không có nhớ được ý nghĩa quy, chúng ta tham gia những cái buổi quy thế này để chúng ta học lại những gì mà ngày xưa chúng ta quy y. Cái điều đó không sai, nhưng không nhất thiết là xin đăng ký quy y lại vì thầy tôi giờ dạy vậy đó, hoặc là thầy tôi chết rồi hoặc gì đó. Không cần thiết những điều đó. Và chúng ta có làm đi chăng nữa, 100 lần cũng dư thừa chứ không có ý nghĩa gì. Nên nhớ là những cái nghiệm này nó như vậy. Thì đó là một vài cái ý mà trong cái việc quy y thầy muốn dặn các vị. Sau khi các vị quy y rồi, các vị trở thành một người Phật tử hợp lệ, thì các vị là những người Phật tử cần phải biết và làm những cái điều mà theo thầy hướng dẫn sau đây. Những điều căn bản mà một người Phật tử không thể nào không biết và không thể nào không ứng dụng theo những cái điều này. Thứ nhất, mỗi gia đình của Phật tử chúng ta phải có một bàn Phật để thờ. Nếu gia đình ở chung mà đã có thờ rồi thì không nhất thiết phải thờ riêng, chỉ một bàn trong mỗi gia đình là đủ. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể thờ Phật bằng gỗ, bằng xi măng, bằng mũ, bằng gì đó là quyền của chúng ta. Tùy không gian của gia đình thờ bằng Phật lớn nhỏ là quyền của chúng ta. Nhưng người Phật tử phải có một bàn Phật để thờ. Điều thứ hai là mỗi người Phật tử khi quy y rồi ít nhất là mỗi tháng phải ăn chay 2 ngày. Nổi không? Ít nhất là 2 ngày. Có ai ở đây ăn 5 ngày, 10 ngày trở lên không? Có không? Có, rất là tốt. Từ đó mà phát huy chứ đừng nghe dặn 2 ngày cái đang ăn 10 ngày cái tuột xuống nghe. Cái này lúc đó bị phạt á. 2 ngày là cái tạo điều kiện tập cho các vị học và tu. Tập cho các vị trưởng dưỡng lòng từ, tập cho các vị ăn uống những thực phẩm mà tránh đi sự dai trả về nợ máu, về thịt của chúng sinh. Cho nên cái ăn chay của trong nhà Phật á, hồi đó giờ rất nhiều người quan niệm sai lầm. Chúng ta cứ nghĩ ăn chay là ăn một cái gì để sau này con người mình thanh khiết, hay là ăn khắc khổ như vậy. Thậm chí có những người ăn chay ăn với muối để nghĩ sau một bữa ăn này mình được Phật thương, Phật gia hộ cho mình được rất nhiều công đức. Chúng ta hoàn toàn sai lầm với ý nghĩa ăn chay này. Bây giờ thầy chỉ ra cái máy móc cho coi. Ví dụ bây giờ mỗi một tháng các vị ăn chay 2 ngày, ngày rằm với ngày mùng 1, đúng không? Cái hôm nay ví dụ thay vì hôm nay ngày rằm đi, nhưng mà các vị đâu có nhớ bữa nay rằm đâu, cho nên sáng ra ăn tô hủ tiếu hay ăn ổ bánh mì thịt gì đó, cái nhớ chực lại, ủa hôm nay ngày rằm mà mình ăn ổ bánh mì thịt hay là ăn hủ tiếu mặn rồi, cái lỡ rồi cái làm luôn ngày mặn, phải không? Thường là như vậy. Bởi vì mình không hiểu mà. Mình cứ nghĩ rằng ngày hôm nay ngày chay mà lỡ ăn mặn rồi, như vậy là mất hết rồi, thành ra như vậy. Sai lầm ở chỗ này. Mình hôm nay mình ý thức được hôm nay ngày chay mình lỡ ăn mặn buổi sáng rồi thì ăn cho hết đi, còn lại thời gian buổi chiều ăn chay tiếp, có lỗi gì? Giá trị của ăn chay là bữa ăn này các vị từ bỏ được sự dai trả nợ máu của chúng sinh bao nhiêu, chứ không phải là ngày giờ tháng gì cả. Bây giờ các vị ăn chay là mỗi tháng ăn 10 ngày, các vị ăn cho thầy từ mùng 1 đến mùng 10 mà cái công đức nó khác với các vị ăn rằm 14, 23 gì đó, thầy chịu tội chưa? Thật ra cái đó tại sao người ta không ăn luôn một lèo 10 ngày mà phải ăn như vậy? Có những người ăn ngày còn không nổi, huống chi 10 ngày liên tục sao làm nổi?
Cho nên phải phương tiện chia ra như vậy đó, để các vị ăn thôi. Ngày đó chỉ là phương tiện. Còn giá trị của ăn chay là ở chỗ là các vị từ bỏ được cái sự dai nợ của chúng sinh bao nhiêu, chứ không phải là ăn nhiều ít gì cả. Thầy có chia ra rồi, các vị ăn chay mà sáng các vị có thể một người ăn chay với tàu hũ, một người ăn chay với rau luộc, một người ăn chay với trứng công nghiệp, thậm chí trong đó có người ăn chay với muối. Những người này ai công đức hơn ai? Không có ai công đức hơn ai cả. Nhưng mà hỏi ai ăn khắc khổ hơn ai thì trả lời được không? Được. Các bà ăn với muối khắc khổ hơn. Nó chứ còn nói có công đức hơn, không bao giờ có chuyện đó. Thầy đã từng nói là nếu ăn cho sạch miệng, ăn chay để được sạch miệng, khắc khổ để thành Phật, thì con trâu con bò, những loại ăn cỏ đó, nó thành Phật trước mình. Bởi vì nó ăn sạch hơn mình nhiều, mình ăn lại nó không. Thành ra các vị thấy là tại sao nó ăn cỏ mà nó không thành Phật. Trong cái đĩa tội và phước á, thầy có phân tích điều này rồi. Cho nên thầy nói bây giờ một người ăn chay trường, tình cờ một hôm nào đi xuống sông giặt đồ chẳng hạn, thấy con cá chết lình bình nổi trôi sông, vớt lên bỏ bếp nướng ăn, thầy hỏi có tội không? Có không? Hoàn toàn không có. Nhưng mà ai ăn như vậy? Đồ tươi ngon không ăn, mắc mớ gì ăn cá chết, đúng không? Nhưng mà thầy muốn cho ví dụ để các vị hiểu điều này. Thành ra khi mà mình ăn chay, mình phải hiểu mục đích và ý nghĩa ăn chay là để gì? Để trưởng dưỡng lòng từ, để tránh dai nợ máu của tất cả chúng sinh. Cho nên bây giờ các vị là Phật tử, các vị hiểu được ý nghĩa tội phước nhân quả, các vị làm gì? Thay vì trưa khi quy y, mỗi một bữa ăn mình mua cho gia đình 2 kg thịt, bây giờ mình quy y Phật pháp rồi, nhân quả rồi, mình biết rằng Đức Phật dạy 2 kg thịt thì giai trả tương đương 2 kg. Như vậy thì bây giờ mình chưa ăn chay được cái điều mà trọn vẹn như người ăn rau củ, thì bây giờ mình hiểu được mỗi một bữa ăn bây giờ mình mua cho gia đình 1 kg thịt thôi, rồi mình tăng thêm lượng rau quả. Như vậy các vị ăn chay chưa? Ăn chay chưa? Đã có ý ăn chay trong đó. Tức là ngoài những ngày chay mà gia đình chúng ta ăn mặn, chúng ta tự giảm bớt cái lượng thịt cá lại. Bây giờ ví dụ chưa ăn chay, mỗi bữa ăn chúng ta ăn mặn là 10 con tép. Bây giờ ăn chay biết nhân quả tội phước rồi, thì trong ngày ăn mặn chúng ta ăn 7 con thôi, 5 con thôi. Như vậy mỗi bữa ăn chúng ta bớt lại được 5 con, 3 con, 10 bữa ăn bao nhiêu, một năm bao nhiêu, cả đời bao nhiêu. Như vậy chúng ta tự hạn chế sự dai trả nợ máu với chúng sinh, quan trái này với chúng sinh. Như vậy là chúng ta đã ăn chay rồi đó. Chứ đừng có ngày chay thì ăn với muối, còn ngoài ngày chay ăn cho cố xác đủ thứ loại trên cuộc đời. Ý nghĩa gì trong cái việc ăn chay như vậy? Thậm chí hôm nay đi ra chợ mua rau củ về ăn, thấy nó bán cá tươi ngon quá, mua về rộng để mai ăn mặn ăn tiếp. Cái đó đâu có ý nghĩa gì. Chúng ta làm như vậy, người ăn chay tu học mà máy móc như vậy thì không có đúng. Cho nên ý nghĩa các vị ăn chay được là quan trọng là các vị ăn để hạn chế được bao nhiêu phần trả dai, chứ không phải tính ngày. Không phải tôi ăn ngày vậy là tôi giỏi hơn. Và một điều các vị nhớ kỹ là mình ăn chay trường 30 năm nhưng mà tình cờ hôm nào đó với một lý do gì đó mình có thể ăn mặn, thì 30 năm ăn chay của mình có mất không? Hoàn toàn không mất. Cho nên có những người không hiểu, ăn chay rồi cái lỡ một cái gì đó, do bệnh tật hay gì đó, ăn một cái loại hoặc uống một loại thuốc gì đó có sinh vật chúng sinh, cái nghĩ rằng 30 năm ăn chay mất hết rồi. Hoàn toàn không có. 30 năm ăn chay là ý nghĩa 30 năm. Một ngày ăn mặn là nhân quả của một ngày ăn mặn, không dính dáng gì với những cái 30 năm của chúng ta. Nếu dính dáng như vậy, người ăn chay kỳ có ý nghĩa gì? Mỗi người ăn tháng 10 ngày, 5 ngày, 4 ngày gì đó có ý nghĩa gì? Thành ra các vị phải thấy rằng ăn là bữa nào được bữa đó, từ bỏ được một cái gì là tốt cái đó. Cho nên những người Phật tử chúng ta, ngoài việc ăn những loại thịt thông thường, gà, vịt, heo, bò gì đó, thì đừng nên cố tìm ăn những loại mà nó không mang tính thông thường, để thỏa mãn hiếu kỳ hay là thỏa mãn cái miệng của chúng ta, thì quan trái này đau khổ lắm. Cho nên chúng ta nên hạn chế, tự hạn chế với chính mình những điều đó. Tu tập là một con đường rất hạnh phúc và an lạc, và một đường có trí tuệ, chứ không phải tu kiểu liều mạng hay là tu để ép sát. Có những người chưa tu chúng ta thấy rất thoải mái, tới chừng tu học vài ngày chúng ta thấy rằng giống khúc củi khô quá. Cái gì cũng tội, nghiêm trang đường hoàng, cái gì cũng bắt lỗi, bắt bẻ người ta hết. Tu gì kỳ cục vậy? Mình tu mình phải thoải mái hơn, mình phải cởi mở hơn, mình phải tha thứ hơn mới được chứ. Mới tu có mấy ngày cả làng ai cũng biết mình tu. Tất cả những cái đó không nên.
Cho nên các vị hiểu để rồi tu chúng ta thấy tự do lắm. Còn không hiểu chúng ta thấy tưởng tượng rằng tu nó cái gì khắc khổ lắm, nó đau đớn lắm, nó thiệt thòi lắm. Thật ra các vị chưa học tu kỹ chúng ta thấy như vậy. Chứ học tu rõ rồi không có thiệt thòi. Cái này tự nguyện mình chọn chứ không ai ép mình đâu mà thiệt thòi. Chừng nào mà người ta bắt mình làm như vậy á, rồi mình không muốn làm nhưng bất đắc dĩ phải làm á, thì gọi là sao? Là thiệt thòi. Còn cái này mình phân biệt rất rõ, đúng sai tội phước rõ ràng, và mình tự nguyện làm mà thiệt thòi ở chỗ nào? Có phải vậy không? Mình làm mình thấy an lạc và mình tự tin, mình thấy mình tránh xa tội lỗi mà thiệt thòi cái giống gì? À, ở đây là các vị phải hiểu. Điều nữa thầy muốn nói là kết hôn với những người không cùng tôn giáo. Các vị về nghe lại cái bài giảng thầy giảng là hôn nhân và ly dị, thì thầy có phân tích điều này rõ rồi. Hôm nay thầy chỉ nói một chút thôi. Người Phật tử chúng ta khi quy y là trở thành Phật tử rồi. Khi là con trai hay con gái kết hôn với người không cùng tôn giáo, bị người không cùng tôn giáo buộc phải cải đạo, ở đây là hoàn toàn cái điều mà người ta quá đáng và làm sai lầm. Trong luật Phật không có bất cứ một điều lệ nào buộc người Phật tử khi kết hôn với những người không cùng tôn giáo mà buộc người ta cải đạo cả. Nhưng ngược lại, không có thể người Phật tử tùy tiện vì hôn nhân hay là vì chén cơm manh áo, vì công ăn việc làm mà tùy tiện cải đạo của mình. Đây là điều các vị phải giữ tuyệt đối. Người Phật tử khi chúng ta đến kết hôn với một người không cùng tôn giáo, thì cái người không cùng tôn giáo buộc người Phật tử cải đạo, thì cái người đó là người có lỗi. Chúng ta đến với nhau là đến bằng tình yêu chứ không phải đến bằng tôn giáo. Nếu ai vì tôn giáo mà cưới thì hãy tìm một người đồng đạo mà cưới đi. Đừng có cưới một người khác đạo để buộc người ta cải đạo. Thầy dám nói một điều vô cùng khẳng định rằng không có một tôn giáo nào trên đất nước Việt Nam mà có đủ tư cách để buộc đạo Phật cả. Đạo Phật là một nền văn hóa gốc, là một nền văn hóa dân tộc, là một nền đạo đức học có mặt trên 2.000 năm trên đất nước Việt Nam, là trở thành cái gốc của đất nước Việt Nam, là truyền thống rồi. Mọi tôn giáo có mặt trên đất nước Việt Nam toàn là sanh sao đẻ muộn với nhiều lý do khác nhau. Thì một người sanh sao đẻ muộn là em, là cháu, là chắc, là con gì đó, thì không đủ tư cách để buộc một người chủ, một người cha, một người thầy đi trước được. Thành ra ở đây người Phật tử có đủ tư cách buộc người khác, mà mình không buộc thì thôi, chứ không ai đủ tư cách buộc ngược lại bao giờ. Nhớ là như vậy. Không có một tôn giáo nào đủ tư cách để buộc người Phật tử như vậy. Còn buộc như vậy là người ta tùy tiện, mà người Phật tử không biết. Có những người cha người mẹ sợ con mình ế hàng hay gì không biết, nghe nó buộc sơ sơ cái thôi đi học đạo đi con, đi theo đi con, đạo nào cũng tốt. Nói một câu nghe dễ xa nhau thiệt đó chứ. Nói thật với các vị, nếu đạo nào cũng tốt thì sao nó buộc mình? Đạo nào cũng tốt thì xin thưa các vị hãy để đạo khác người ta nói. Người Phật tử không cần thiết phải nói từ cửa miệng mình là đạo nào cũng tốt, bởi vì họ từng xấu cho nên họ mới nói đạo nào cũng tốt để cập nhật quá chung. Còn người Phật tử, đạo Phật chưa bao giờ xấu. Với thế giới này, với nhân loại này, nói chung luôn chứ đừng nói cá nhân. Thì ở đây chúng ta không cần thiết phải nói đạo nào cũng tốt ở trong này. Vì vậy cho nên các vị biết rằng người Phật tử tuyệt đối không được tùy tiện kết hôn người không cùng đạo mà bị buộc người khác cải đạo là không nên. Thứ nhất là họ dẫm đạp lên truyền thống tín ngưỡng của mình. Đó là một điều rất tổn thương. Và mình đặt vấn đề ngược lại là nếu tôi buộc anh hay là em cải đạo thì các vị có thể bị tổn thương hay không? Nếu mình cảm thấy mình bị tổn thương, tại sao mình buộc là người khác? Thứ hai nữa là người ta đã vi phạm luật pháp ở Việt Nam, tức là vi phạm đến quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mỗi công dân. Lợi dụng hôn nhân để buộc người khác cải đạo là vi phạm luật pháp. Cho nên cái này nếu mà kiện ra là họ ở tù, chứ không phải là chuyện bình thường. Hoặc là bị phạt, chứ không phải bình thường đâu. Thứ nữa đó là vi phạm luật hôn nhân gia đình, tức là ép uổng quan điểm của người khác theo quan điểm của mình trong hôn nhân. Nè, chà đạp lên cái truyền thống đạo đức của người khác. Và cái điều này mà tế nhị thôi nghe, ai chấp nhận cải đạo có nghĩa là người này đang dưới cơ họ. Có phải không? Về mặt tư cách căn bản là dưới cơ người ta mới chiều người ta như vậy. Chứ còn mình đủ cửa thì không có như vậy. Cái này là gọi là từ xã hội đó. Nè, ngang cơ thì chẳng có ai buộc ai như vậy cả. Anh yêu tôi hay là tôi yêu em gì đó
hai đứa chúng ta thương nhau cứ kết hôn với nhau. Tôn giáo là quyền của cá nhân mỗi con người, ai cũng tôn trọng cái tín ngưỡng của tự do họ. Không ai đủ tư cách để buộc điều này, cho nên ai buộc là vi phạm luật pháp. Cho nên bây giờ buộc lén chứ đâu bao giờ buộc công khai đâu. Các vị bây giờ lại hỏi ông nào mà ra quy chế buộc đó không? Nhưng mà các tín đồ tự mặc với nhau, buộc là buộc lén, lợi dụng tình yêu rồi cái ép người ta theo. Có những người vì yêu quá cho nên là mù quáng cái chỗ này. Nhưng mà các vị nên nhớ, ban đầu đã bị dưới cơ rồi thì suốt đời không có ngóc đầu lên được đâu. Cho nên các vị thấy rằng tình yêu mà cứ mù quáng như vậy, chúng ta nghĩ là được hạnh phúc. Ở đây thầy làm bạn chút xíu thôi, về nghe lại cái bài Tình yêu hạnh phúc và quan trái, và cái bài Lòng chung thủy, và bài Hôn nhân và ly dị, thầy có phân tích cái này. Cho nên may mắn nhất trong cuộc đời chúng ta được làm người Phật tử, một tôn giáo tốt nhất trên thế giới. Ở đây không phải là thầy nói để thầy thổi phồng đạo Phật đâu. Vừa rồi tại Thụy Sĩ có làm một cái lễ gọi là trao tặng phần thưởng quý nhất cho những tôn giáo nào tốt nhất trên thế giới. Gần 200 nhà lãnh đạo tinh thần trên thế giới của nhiều tôn giáo khác nhau đều bỏ phiếu bầu chọn. Đố các vị bầu chọn ai? Hả? Bầu chọn đạo Phật. Cho dù là người đó là của Tin Lành, của Ba Hai, của Ấn Độ giáo, của Hindi, của Hồi giáo, của Thiên Chúa, của gì đó, Do Thái gì, tất cả đều bầu chọn đạo Phật là một tôn giáo tốt nhất. Cho dù là họ là người khác tôn giáo, họ vẫn thừa nhận cái này. Ở cái này không thể chối bỏ được với lịch sử truyền giáo trên thế giới. Như vậy thì ở đây chúng ta may mắn là người đệ tử Phật, không bao giờ hổ thẹn với bất cứ điều nào trên thế giới này về sự có mặt của đạo Phật chúng ta trên cuộc đời. Nói như vậy để các vị cảm thấy yên tâm. Còn tín ngưỡng là quyền tự do của mỗi con người, ai cũng có quyền tự do chọn cho mình một cái hướng khác nhau. Điều cuối cùng thầy muốn nói trong này đó là chúng ta quy y rồi, đã trở thành Phật tử rồi, thì danh chánh ngôn thuận thì gần chùa nào đi chùa đó. Không phải các vị quy y với tu viện Tường Vân, cái mới mốt các vị lên chùa Vĩnh Nghiêm người ta đuổi các vị về, nó quy y Tường Vân đi về dưới Tường Vân đi, có không? Không có chuyện đó. Tường Vân, Vĩnh Nghiêm hay là tất cả các chùa là trung gian để đưa cho các vị đến với Phật pháp một cách hợp lệ. Các vị trở thành Phật tử của khắp năm châu bốn biển, các vị có mặt bất cứ chú xứ nào vẫn là Phật tử của chung. Gần chùa nào đi chùa đó, học tu và phụng sự nơi đó, chứ không nhất thiết là phải chạy ngược chạy xuôi về chùa mình quy y. Còn cái việc các vị đến hay không là cái tùy duyên của các vị, chứ không mang cái nghĩa là buộc như vậy mới đúng. Các vị hiểu chỗ này không? Thành ra thầy chỉ đại diện cho tăng bảo để quy y cho các vị, để các vị trở thành một người Phật tử hợp lệ, chứ không phải thầy là riêng biệt. Các vị chỉ biết thầy thôi mà không cần biết quý thầy khác, không có đúng. Thầy là một thành phần của tăng già, cho nên các vị quy y tăng là quy y với tất cả quý thầy, mà thầy là người đại diện cho tăng già để quy cho các vị. Cho nên các vị phải kính trọng tất cả những người xuất gia một cách chân chính và làm đúng pháp trên con đường học tu của các vị. Đây là những yếu tố căn bản thầy dặn các vị. Ý nghĩa nội dung quy thế nào về nghe lại đĩa để trở thành Phật tử. Bây giờ này thầy dành cho các vị vài phút để các vị nào có thắc mắc trong cái ý nghĩa quy như thế nào, các vị cứ hỏi thầy. Nếu không có thì thầy mời các vị quỳ lên hướng về Tam Bảo để bắt đầu quy y. Các vị đọc bài sám hối theo thầy. Con đã gây ra bao lầm lỗi, khi nói khi làm khi tư duy, tham lam hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm.
sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Ngàn xưa mây bạc vẫn thông dông. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nhất tâm đành lễ thập phương tường trụ tam bảo chứng minh tam bái. Các vị đọc theo thầy và tên các vị tự điền vào tên ai nấy nói rõ ràng và lớn lên. Đệ tử con tên là. Xin suốt đời quy Phật. Xin suốt đời quy Phật. Xin suốt đời quy Pháp. Xin suốt đời quy Pháp. Xin suốt đời quy Tăng. Xin suốt đời quy Tăng. Xá một xá. Đệ tử con tên là. Đệ tử con tên là. Xin suốt đời quy Phật. Xin suốt đời quy Phật. Xin suốt đời quy Pháp. Xin suốt đời quy Pháp. Xin suốt đời quy Tăng. Xin suốt đời quy Tăng. Xá một xá. Đệ tử con tên là. Đệ tử con tên là. Xin suốt đời quy Phật. Xin suốt đời quy Phật. Xin suốt đời quy Pháp. Xin suốt đời quy Pháp. Xin suốt đời quy Tăng. Xin suốt đời quy Tăng. Xá một xá. Quy Phật rồi không quy thiên thần quỷ vật. Quy Phật rồi không quy thiên thần quỷ vật. Quy Pháp rồi không quy ngoại đạo tà giáo. Quy Pháp rồi không quy ngoại đạo tà giáo. Quy Tăng rồi không quy thầy tà bạn ác. Quy Phật rồi không đọa vào địa ngục. Quy Phật rồi không đọa vào địa ngục. Quy Pháp rồi không đọa vào ngạ quỷ. Quy Pháp rồi không đọa vào ngạ quỷ. Quy Tăng rồi không đọa vào súc sanh. Quy Tăng rồi không đọa vào súc sanh. Nhất tâm đành lễ thập phương thường trụ tam bảo chứng minh tam bái. Các vị quy y rồi, các vị chính thức trở thành người Phật tử hợp lệ. Bên cạnh đó, người Phật tử cần phải giữ gìn 5 nguyên tắc đạo đức của Phật dạy, đó là 5 giới. Trong 5 giới này bao gồm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Trong 5 giới này, người cư sĩ Phật tử tại gia giữ trọn vẹn ít nhất là 2 trong 5 giới thì đủ tư cách trở thành người Phật tử. Các vị nào giữ trọn vẹn được 2 giới trở lên thì gọi là một thiểu phần u bà tắc hay là một thiểu phần u bà di, có nghĩa là một người con gái hay là một người con trai giữ được chút ít phần giới luật của Phật dạy. Người nào giữ được 3 giới trở lên thì gọi là bán phần u bà tắc hay là bán phần u bà di, có nghĩa là người con gái, người con trai giữ được phân nửa giới luật của Phật dạy. Người nào giữ được 4 giới thì gọi là đa phần, tức là phần nhiều. Người nào giữ được 5 giới thì gọi là toàn phần, có nghĩa là trọn vẹn. Như vậy 2 giới là tiêu chuẩn đạo đức thấp nhất cho người cư sĩ Phật tử tại gia, và 5 giới là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Tùy vào khả năng, nhân duyên và hoàn cảnh, các vị cứ phát tâm giữ gìn theo khả năng của mình, càng nhiều càng tốt. Giữ giới là vì có lợi cho chúng ta chứ không phải có lợi cho ông Phật. Vì vậy giữ được giới nào thì chúng ta tránh xa được nhân quả tội lỗi của giới đó. Bây giờ quy hay không quy là việc của các vị, trên nguyên tắc này là tiêu chuẩn căn bản chứ không có phải là quy y chúng ta mới cần. Xin thưa các vị, ở đây khi 5 giới này mà chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó đó thì chúng ta tránh đi rất nhiều sai lầm. Nhờ quy y mà chúng ta biết được đúng, sai, tội, phước. Ngày xưa chúng ta làm tất cả các việc mà chúng ta không có biết tội
chúng ta làm sai lầm mà không có biết. Còn cái người quy y rồi, có thể giới này chúng ta giữ không được do một lý do nào đó, nhưng mà bản thân chúng ta biết giới này nó sai, chúng ta làm cái điều này chúng biết phạm giới sai, nhưng mà bây giờ do hoàn cảnh vậy đó chưa giữ được, nhưng mà vì biết nó sai cho nên chưa giữ được, hôm nay thì mai giữ, mai chưa giữ được thì năm sau giữ, năm sau giữ được thì 5 năm nữa, 10 năm nữa giữ. Bởi sao vậy? Bởi khi chúng ta giữ chưa được mà biết nó sai, cho nên chuỗi dài thời gian chúng ta sẽ tự biết khép dần với tội lỗi này. Còn cái người không biết đó là sai thì cứ làm lúng mạng, chừng nào nhân quả chín mùi hả họng hay. Thành ra cái này chúng ta thấy khác biệt, chứ không phải là mình quy y mình tội hơn. Mình quy y chỉ biết cái đó là tội, cho nên trong quá trình mình làm mình không giữ được 100% thì cũng 1%, 5%, 10% gì đó. Hoặc thậm chí mình giữ không được nhưng mà mình vi phạm, mình cũng cảm thấy lòng mình ăn năn, trắc ẩn. Chính cái đó là cái dễ giúp mình hạn chế bớt sự tạo nghiệp đó các vị. Cho nên thầy khẳng định một điều căn bản, quy y không tốt đẹp hơn thì thôi, chứ không có một ý nghĩa gì xấu trong cuộc đời của chúng ta cả. Đó là điều khẳng định 100% như vậy. Nếu không tốt hơn thì thôi, chứ không có bất cứ một lý do gì để cảm thấy xấu hơn, tệ hơn là hay bất cứ lý do gì. Các vị cứ yên tâm về việc đó. Bởi vì tu học là các vị ban tặng cho chính chúng ta. Đây là tờ phái quy y thầy gửi cho các vị. Giá trị của tờ phái này như một chứng từ, chứ không mang nghĩa quyết định. Vì vậy các vị có mặt quy y như thế này mà các vị thậm chí không có cái giấy này, thì các vị trở thành Phật tử hợp lệ không? Hợp không? Hợp. Giá trị của hợp lệ là ở chỗ các vị có mặt để thọ pháp quy y, còn cái giấy này như một chứng từ. Những người không có mặt ở đây nhưng mà kêu người nhà đến để ghi cái giấy này đem về 100 tờ cho họ, hợp lệ không? Không. Thành ra cái việc quy y là ở chỗ chúng ta ngồi thọ pháp, chứ không phải cỡ chỗ tờ giấy. Vậy mà có người không đi được, cái gửi tên họ đến, cái xin cái giấy này về để gọi là quy y, thì cái việc này rất là máy móc, không có ý nghĩa. Thầy sẵn sàng phát cho các vị, cho dù 100 tờ thầy vẫn phát, nhưng vì không có ý nghĩa phát để làm gì, chứ không phải là thầy ngại ngùng gì mấy cái chuyện đó. Thành ra các vị nên nhớ là cái việc mà cái tờ phái quy y là như vậy. Và ở trong đây có cái pháp danh của các vị ở trong này, các vị về đọc cái tên của mình và có cái pháp danh, thì các vị nên nhớ đây là cái tên Phật pháp của mình, cái tên mà ngài mình quy y. Ở đây mỗi người có hai chữ thôi, gắng mà nhớ nha. Chứ đừng quy y rồi cái đến gặp người ta hỏi anh quy y chưa, nó dạ quy y rồi, hỏi pháp danh gì vậy, nó để về nhà tôi lật ra tôi coi lại coi. Cái này hơi kỳ đúng không? Có pháp danh không nhớ kỳ lắm đó, cho nên gắng nhớ dùm một chút cho thầy để người ta không có cười mình. Thành ra vậy, và hôm nay thầy gửi tặng các vị một cái đĩa để trở thành Phật tử, để các vị hiểu được ý nghĩa quy y thế nào, và một sâu chuỗi để gọi là bước đầu các vị đang học Phật. Thầy nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường, đầy đủ duyên lành để vượt qua mọi thử thách, để trở thành người Phật tử chân chính, góp phần phát triển đạo pháp và góp phần hạn chế xóa bớt đi những tệ nạn trong xã hội nhờ sự chân chính của các Phật tử chúng ta. Chúc các vị tiến tu để được an lạc hạnh phúc trong đời này và đời sau.